sau một thời gian tớ vẫn chưa biết phải làm sao để mà khơi gợi được cảm xúc của cậu, thì một ý tưởng lại nảy ra trong đầu tớ là tại sao mình lại không làm một cái vlog nhỉ? Nó có nghĩa là cậu sẽ nhìn được ánh mắt trực tiếp của tớ và tất cả mọi thứ sẽ được khơi gợi lên. Thế nên tớ làm cái vlog này cho cậu. How much is that? 50. 50? Yeah. And for 50. Okay, sit up. Hello, cậu. Bây giờ tớ đang chuẩn bị đi đến trường cũ của tớ và tớ muốn cậu đi theo chung với tớ cho vui nhé. Mình sẽ phải đi xe buýt để mà lên làng đại học ở Thủ Đức. Thì hồi ở Hà Nội tớ có đi qua ghé trường cộng một lần, trường Yên Hoái. Thì thật ra lý do mà tớ vào trường cộng hoặc là ra Hà Nội cũng chỉ là đơn giản là để hiểu được môi trường sống của cậu, cái nơi mà hình thành nên tính cách của cậu. Chứ thật ra tớ cũng chẳng biết cái gì níu kéo cả. Cậu thấy tớ ra đó mà cậu hẹn tớ đó mới đi ra, chứ tớ cũng chẳng thèm gọi là cái gì mà kêu cậu phải ra nói chuyện hay cái gì hết. Cậu không thích thì tớ không nói chuyện thôi, cũng rất là bình thường. Thôi thì quay lại cái chuyện trường Yên Hòa, thì lúc mà tớ vào cũng khá là hồi hộp, tại vì tớ là người miền Nam mà nói giọng miền Nam, đi cái xe là có cái cây gậy nữa, thì nó cũng khá là buồn cười. Nhưng mà lúc đó may mà tớ kiểu cũng cạo râu sạch sẽ nên là nên là chắc là anh bảo vệ cho vào. Thì anh cho vào, tớ đi lang thang, nghĩ về cậu. Thì lúc đang đi thì tớ chợt nghĩ ra là tại sao mình không đi hẳn lên trên cái tận cùng. Nếu mà cậu kiểu giống như là có hồn ma của cậu ở đó thì tớ đi kiếm cái hồn ma đó thôi. Thế là tớ đi tớ đi kiếm tất cả các ngóc ngách có thể có ở trong trường. Tớ leo lên cái lầu cao nhất, với lại cái mái nó sẽ có một khoảng kiểu thông thôi hay cái gì đó để chui lên đó nó ngó. Thì đi hai lần, một bên là ở cái khu nhà chính diện, một bên là khu nhà bên trái. Thì phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị, ví dụ như là có cả hai cái ghế nằm ở đó, kiểu có một cặp một cặp ma ở trong đó hay như vậy, hoặc là đó cũng khá là nhiều thứ vui, hoặc là biết cái cách mà cái nhà nó xây dựng đó thì rồi biết những cái điều đó. Rồi lúc mà tớ leo lên ở cái gian ở phía sau, hình như là cái nhà thể thao, thì lúc đó trời mưa phùn, tay ướt mà còn rất là nhớ cậu, kiểu lúc đó là suy nghĩ rằng là dù cậu ở đâu thì tớ cũng sẽ đi đến tận cùng đó, kiểu như vậy. Tớ không bao giờ bỏ, nó bỏ rất là buồn cười, chẳng có việc gì tớ phải bỏ. Nói chung là lúc đó khá là vui. Leo lên trên rồi mới phát hiện ra thật ra là chỗ này chưa phải là nơi cao nhất, ở phía trước mới là nơi cao nhất kia. Thế là tớ lại trèo xuống và đi kiếm cái nơi cao nhất đó, và sau cùng thì hình như là phải đi qua nhà bên trái thì sao đó thì mới đi ra được cái khu chính giữa. Và cuối cùng thì tớ cũng đi ra được. Trước khi đến đó thì trời lại mưa lên một chặp nữa, mà tớ ngồi ở ngay cái bức tường ở phía sau. Lúc đó thì chắc là không ai để ấy, nhưng mà tớ ngồi ngay cái tường ở trên đây nè, thì học sinh đằng sau các kiểu thì tớ ngồi ngay sát ở dưới đó. Thì một số câu chuyện như vậy. Lúc mà tớ ra rồi tới chính diện cổng trường để mà chụp cái bức ảnh này thì tôi nghĩ rằng là trước đây mình đã từng muốn là đứng một lần trên đỉnh ngọn núi trí tuệ, thì hôm nay tôi đã đỉnh đứng ở cũng gọi là cũng khá là ngọn núi trí tuệ rồi đó, thì lại khá là như vậy.
đây là trường của tớ đây, đây là tòa nhà điều hành. Và lát nữa chúng ta sẽ lên đây để mà ngắm cảnh một chút. Còn trước mắt thì cứ đi vào trong cho vui. Đây là vườn điều và là nơi tớ tìm ra được nguyên lý tác dụng tối thiểu. Nó là một nguyên lý cực kỳ đẹp trong vật lý và ý tưởng cơ bản của nó là vũ trụ của chúng ta là một vũ trụ tiết kiệm năng lượng. Vũ trụ sẽ tìm đủ mọi cách để đi đến con đường ngắn nhất mà làm sao vẫn tiết kiệm được năng lượng nhất. Thì đó là nguyên lý chi phối toàn bộ vũ trụ. Người ta thường hay nói về cơ lượng tử hoặc cơ lý thuyết thuyết tương đối như Einstein hoặc là Heisenberg này nọ. Thật ra không phải. Nguyên lý cơ bản nhất của vũ trụ phải là nguyên lý tác dụng tối thiểu. Và điều này nó được tìm ra từ khoảng từ thời 5700 mấy. Đó là một công thức cực kỳ đẹp. Mấy con chim này thì trông thì đẹp, bay thì nghe nhìn có vẻ thích, nhưng mà thật ra chúng béo ú hết cả lên. Người ta cho chúng ăn nhiều để mà đẹp quá. Thì nhưng mà tại vì chúng quá béo nên là về mặt sức khỏe thì chúng không ổn tí nào. Nói một chút về chuyện của chúng ta. Thật ra sau rất là nhiều lần cự tuyệt và im lặng của cậu thì tớ chợt nhận ra là cậu không phải là có hứng thú với đạo giáo thiệt luôn. Cái thứ tạo nên con người cậu không phải là đạo giáo mà là bố cậu, là mẹ cậu, là anh Giang, là Hà Nội, là mấy trường, là cái thằng bé bán rong, là cái anh mà giúp cậu lặn biển san hô. Đó mới chính là những người cạo nên ký ức của cậu là con người cậu. Còn đạo giáo không phải là như vậy. Thật là sai lầm khi cố tiếp cận cậu bằng trang tử, bằng lão tử. Trời ơi, cái đó thật sự là cái sai lầm lớn nhất của tớ khi muốn kết nối lại với cậu. Đây là vườn điều và nhờ có cái khu vườn này mà trường tớ được liệt làm trường có khuôn viên đẹp nhất Việt Nam hay là thành phố Hồ Chí Minh gì đó. Không tin thì cậu có Google. Nhưng mà cái khu vườn này tuy bàn ghế như vậy nhưng mà chẳng ai ra ngồi vì cây cối mọc tùm hết luôn. Có gì đâu mà ngồi gãi chết đi được chứ. Ở đây chẳng ai nào ra ngồi học. Mặc dù nó rất là rộng. Người trăm năm liệu có biết đi tìm chuyện tiểu cúc trước tình hai phít vội. Sự cư tuyệt của cậu ta hiểu là nó rất rõ ràng. Tuy nhiên nhìn thật kỹ thì nó lại không phải là một sự cư tuyệt mà nó lại là một sự ấp giúp đỡ âm thầm. Nói như vậy thì chắc là cậu sẽ rất là ngạc nhiên lắm, nhưng mà thật sự thì nghĩ kỹ lại thì nó cũng là đúng thôi. Cậu là một người luôn đón chào những thứ mới lạ, luôn đón chào chứ không có bao giờ khó chịu hay là xa lánh chúng. Cậu là người không bao giờ cự tuyệt. Nó là như vậy. Ok, thì ở đây là trên đỉnh tòa nhà hiệu điều hành của trường tớ. Thì ở màu vàng đằng kia là trường khoa học xã hội nhân văn. Màu xanh lá cây là trường công nghệ thông tin. Đi qua bên đây thì sẽ thấy màu đỏ là trường đại học quốc tế và màu xanh dương là trường đại học bách khoa. Ở bên này là khu hồ đá và lát nữa mình sẽ đi ra đó.
tớ biết bây giờ với cậu chuyện yêu đương không phải là chuyện cấp bách. Tuy nhiên nó cũng giống như là chuyện mình tập thể thao thôi. Tập thể thao thì nó là cái thứ là mình vui hơn mỗi ngày. Nó không quan trọng, nó không cấp bách, nhưng nó là cái thứ mà làm mình vui hơn mỗi ngày. Và việc của mình là giải quyết tất cả những cái chuyện cấp bách nhất, và để tập trung thời gian cho cái việc thú vị đó. Nhiều người sẽ hay nói rằng là thôi bây giờ mình bận quá rồi, hôm nay mình chơi cái đi, mai mình tính sau. Tuy nhiên điều đó có thật là chuyện cấp bách hay không, hay chỉ là chuyện họ tự dựng cho mình một cái sự cấp bách để trì hoãn, rồi cuối cùng là xa đà vào những thứ không quan trọng, và rồi cuối cùng là không làm luôn. Rất nhiều người bị nhầm lẫn ở cái điểm này. Tớ biết vào lúc chia tay cậu rất là sụp đổ. Tớ xin lỗi cậu, ngàn lần là tớ xin lỗi cậu. Tuy nhiên vào thời điểm đó là tớ hoàn toàn bế tắc, và tớ chỉ thấy rằng chia tay là con đường duy nhất để gặp lại nhau lần nữa. Chúng ta phải chia tay thì mới có thể thực sự gặp lại nhau. Và vì cậu đã đặt niềm tin vào tớ như vậy thì tớ không thể làm cho cậu thất vọng được. Tớ phải có sự dũng cảm để cắt đứt mối quan hệ đó. Và cho tới tận bây giờ tớ vẫn tin là ok, mọi thứ sẽ tốt. Và tớ nghĩ cậu là một người tin như vậy chứ không phải là không. Cậu là một người như vậy, cậu là một người tin rằng một ngày nào đó một điều thật sự quan trọng với mình sẽ quay lại. Nào đó là lý do tớ muốn theo đuổi tới bây giờ. Tớ không thể để cậu lần, tớ không thể để cậu thất vọng về tớ được. Tớ nhờ hết người này người kia không phải là để họ ép buộc cậu, mà là để họ cho cậu một cái niềm tin rằng là họ sẽ không bao giờ bị bỏ rơi lần nữa. Thiệt luôn, cậu sẽ không bao giờ bị bỏ rơi lần nữa. Cái chuyện này rất là đơn giản, không có gì hết á. Tụi mình hiểu nhau quá rõ. Bây giờ thì có gặp nhau chắc là ngồi cười với nhau chứ chẳng biết nói cái gì nữa bây giờ. Rất nhiều người nói là tụi mình giống bạn bè hơn là yêu đương. Và đó thật là sai lầm khi đặt tên mối quan hệ này là mối quan hệ yêu đương. Có một bài kiểm tra tính cách thế này tớ nghe được từ bạn tớ. Giả sử rằng người quan trọng nhất với bạn đang ở trong bóng tối, và bạn thì có thể bước ra ngoài ánh sáng. Người bạn của bạn nhất quyết không bước ra, còn bạn thì có thể. Bạn sẽ làm gì? Thì khi tớ hỏi cậu câu này thì cậu đã nói rằng là cậu sẽ là người vừa chạy ra vừa chạy vô bóng tối. Lúc ở trong bóng tối thì cùng nhau trách móc và kéo cả hai xuống vực thẳm, còn khi ở ngoài ánh sáng thì thương cảm họ. Và tớ nghĩ rằng là câu trả lời này khá là hợp với tớ. Có thể là vậy chăng? Khi tớ nói câu trả lời của tớ thì có lẽ là niềm tin của cậu bắt đầu rồi đó. Thì bây giờ tớ sẽ bắt nó lại. Câu trả lời của tớ là kéo ánh sáng về phía họ. Tớ không cần biết cách nào, không cần biết nó khó khăn thế nào. Kéo ánh sáng là kéo ánh sáng, tớ làm được. Chuyện này thật sự không có gì khó, không có gì phải gọi là bế tắc cả. Có thiên hạ bế tắc, không ai bế tắc ở đây cả. Ok, mình đã tới hồ đá. Hồ này trước đây là một khu mỏ cũ. Người ta khai thác đá xong thì bỏ đi, mưa xuống thì làm thành cái hồ. Nói nhìn thì đẹp như vậy chứ nhiều người chết ở đây, tại vì xuống một tí là nó thục sâu xuống dưới và người ta bơi không kịp chết. Hồi năm 2 thì tụi tớ có ra đây ăn, nhưng mà không phải khu này, không phải cái chỗ ở đây, mà phải đi xe dòng tí lên sâu nữa cơ.
Bây giờ tôi đã làm xong và đã sẵn sàng để quay lại. Tuy nhiên, nói là bước vào một mối quan hệ mới, nhưng thật ra tớ biết là tụi mình vẫn còn dằn mặt nhau rất là nhiều. Cậu làm tổn thương tớ, tớ làm tổn thương cậu. Nếu mà tớ vẫn còn sợ khi đối diện với cậu thì ở cậu, sự sợ hãi đó sẽ càng mạnh hơn rất là nhiều lần. Tuy nhiên, cậu có một đôi mắt cương nghị. Và ai nhìn vào đôi mắt đó, người đó, nỗi sợ của người đó sẽ tan biến. Họ không sợ đôi mắt đó, mà nỗi sợ đó, nỗi sợ có sẵn trong người họ sẽ tan biến. Tớ đã nhìn thấy nó một lần. Tớ biết rằng đôi mắt đó sẽ giúp tớ trở nên tốt hơn. Tớ phát triển đôi mắt đó. Tớ có viết một cái bài về nó. Tớ sẽ để lên người dưới. Bây giờ cậu đã 30 tuổi, gần 30 tuổi. Thì cứ cho là trong 50 cậu sẽ... Cậu thử tính đi, bây giờ cậu gần 30. Cứ cho giả sử trung bình tuổi thọ của cậu là 80 đi. Thì cậu còn khoảng 50 năm để sống nữa. 50 năm đó, cậu sẽ lựa chọn điều gì? Cậu sẽ lựa chọn mỗi ngày mở ra là phải lo sợ một cái gì đó, hay là luôn cảm thấy vô ưu và hồn nhiên trong trẻo? Cậu sẽ lựa chọn điều gì cho từng ngày một, từng buổi sáng một cho 50 năm tiếp theo? Sự hồ ảo, tớ cũng thích vậy. Tớ nghĩ rằng là luôn giả sử rằng người khác là người tốt, mặc dù mười mươi rằng họ đang có ý xấu với mình, cũng là bước vào sự hồ ảo đó thôi. Nếu cậu đã coi được đến đây thì rất là cảm ơn cậu. Tớ chỉ muốn trò chuyện với cậu mà thôi.